hai mươi bốn trên 32 là năm nay của game thủ Hoàng Mai Nhi, hình như là cân được con sen này. Một y vâng, cả là cao cân được con sen này, nếu một y này tốt. Ba chính dụ ấm, con giò vẫn đang lang thang ở nhà mà chưa đi đâu được. Tiếp tục là làm quấy phá vào đây. Y sẽ gọi là nhảy vào đây ngay. Vâng, có thêm một con chèm đánh 1L, 1Y, 1BL, 1Y. Không, vậy là ra ăn hoang cái bầy hiêu ngay cạnh cái bãi quả này. Nam vẫn đang ở nhà, đang đánh thủ trần lực đến từ game thủ Nam sâu kêu. Đánh 1L, 1A. Hai bảy trên bài. Vòng một y đâm vào. Vâng, vậy là Nam đang loạn, vâng đánh 1L, 1A và 1Y. Y đến từ Seng, còn Seng này cũng bình thường thôi. Seng thì đánh giá không cao. 30 là tham lai của tổ Hoàng Minh Nhi, vâng hồng tơn mà Nam đang có quân đi vào đây quả. 3 chữ dụ ấm của Chu Bò. Tiếp tục Y đẩy vào. Tiếp tục Y đẩy vào đến từ game thủ Hoàng Minh Nhi rồi. Nam cũng đã ra Y cho mình. Hai con đằng đà tiếp tục đánh vào ba cái dụ ấm này. Còn Nam đang yếu thế, đã cảm giác là cũng chỉ ngang với bầu hai cái thủ Hoàng Nhi thôi, không hề vượt trội hơn. Tiếp tục ra được thêm Nhi nữa rồi, đang thêm Nhi rồi, đang cai phải bỏ hai con Nhi lên. Và tình huống này bóng Nam cũng do được nhỉ. 21 chỉ mang 26, đã có bê tùn từ chị boy và có những nhân viên mã. Vâng, thực sự là cho son gặp sao con baby này khó khăn. Vâng, hai nhà đội bạn đều chọn phương án đánh thủ không hề đi đâu công cả. Ông chi băng đã dần băng dần dần đập vù. Chi boy cũng rất để ý cái tình huống này, chết được một con vù rồi còn con vù nữa, còn lỏ thêm một con vù nữa đến từ game thủ chi boy. Rồi, tốt, tình huống này khả năng ăn được này. Đập vù khóa vù với chúng tôi, tham gia còn 19 thôi, chi băng đang khô máu với tình huống này. Khô máu về tình huống này là chi boy chết nhiều dần. Chip boy chết rất nhiều dân ở cái tình huống này rồi. Vòng tham lai vẫn là 20, chip boy chết sạch dân đơn vàng và sạch dân đơn gỗ. Ồ được. Ồ con tê kìa. Ui giời ơi, nào như Nam vẫn là chết lốt con vù thủy nữa. Vâng, chip boy đang yếu hơn game thủ sinh mạng. Tham lai. Ồ tham mình đang bốc lên, tham anh đang đè lên đấy. 7 chết thôi. 7 đang yếu hơn rất nhiều, hình như con vù vừa đè ra kìa. Ô xi măng bây giờ khả năng cao là ở nhà ra phủ đấy. À, màu 6 là tận cuối có y này. Anh bách ra chém quản thôi. Có con y thì nhãng vào. Trừ hết con đặc đà này. Rồi trời trời, số mình lượng đông hơn. Ô số lượng có trận đấu chưa biết như nào đâu anh em nhá. Có cảm giác là bên kia là màu 7 là yếu hơn hẳn rồi. Trong khi anh bách vẫn đang cân hoàn toàn với cái màu 6 cái thủ Nam sông kêu này. Ba chiến dụng tiếp theo của Nam sông kêu. Còn khô máu đấy, từ khi thủ có gì chép. Rồi, 17 thôi, Maxi. Cũng phải dễ hiểu thôi. Cần có thực mà nháng sắc không? Cứ có thực mang sắc. Rồi chém lốt ba con nông dân này. Đây là khoanh ruộng ấm của game thủ Nam Châu Kim này. Ta đi. Nhưng mà ở đây có nhiều y. Đang quầy có nhiều y. Y nhá, khoảng tầm 4 đến 5 con y đấy. Hai con chỗ này rồi, bên trên có hai con. Còn đây là máy game thủ xi măng. Ồ, đang quản rất tốt cho mùa 7 này.
Rồi, 7 yếu lắm rồi. Khả năng cao là chính mang phù sang đây hù y. Có hù đi cũng được. Rồi, tiếp tục ướp đồ cho Kim Tục Hoàng bao nhiêu. Bây giờ cho quáng ra. Rồi, tạt sang nhà màu 6 nam sâu kêu. Ôi giời ơi, còn một con dân lẻ này. Ôi vào. Được. Ừ, tình huống này xin bằng anh tốt. Ngon, vậy là làm cho người chết thì khoảng tầm ít nhất là 4 con đồng dân nữa rồi. Bên trong có một phù, chém con đặc đà đấy cũng được. Anh bắt xong qua đi, chơi được. Nào, nhiều, tình huống này khả năng cao là chơi khéo vẫn chơi được. Không, vậy là quyết định là dù nó ăn chút rồi. Còn xin bằng báo về là thả rất đè rồi. Vâng, chưa biết như nào đâu. Chị Boy vẫn đang rất tỉnh táo cái tình huống này. Vì đơn giản chị Boy bây giờ không còn nhiều dân. Vẫn tiếp tục bơm gỗ cho Kim Tủ Hoàng Mai Nhi đang quản rất rát. Vừa tạt sang nhà 6 và quản đánh nhà 7. Vâng, chị Boy đi dài và tỷ số là bài rồi chúng ta đã. Qua trận chung kết này. Vâng, thực sự là căng thẳng quá cô. Cái tình huống mà xi măng lao vào và chém chặt. Một tình huống xông vào. Và đánh fit Kim Tủ 7 luôn. Vâng, vậy là Seng Baby, vâng, mắc cho là thắng được.